Xin chào tất cả các bạn đến với Đọc Online. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn là đàn cover bài Đêm Đông Đóm Và Em, một bài nhạc Hoa rất là hay. Bài này người ta gọi là nhạc background music để người ta dùng làm nhạc nền trong các video đó các bạn. Chỉ là một những câu đàn lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi bây giờ mình sẽ nhận các bạn đàn ha. Trước tiên thì các bạn nhấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình ha. Rồi mình đàn qua mẫu các bạn nghe này. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô bài, nhìn tay phải nhé. Đàn này. Son la re đô re re mi re đô re re. Đó mấy chỗ lấy ha. Bài này là hay ở chỗ mấy cái chỗ lấy này các bạn ha. Nhanh. Dấu lấy nhưng mà mình đã viết ra, đã diễn tấu ra rồi nên các bạn chỉ cần nhìn tập theo trong bài thôi nha. Đàn bắt đầu các bạn nhìn lại nè. Son la re đô re re mi re đô re re mi re đô. Đó là tay phải ha. Đối với những bạn mà yếu ngón áp út nè, cái ngón áp út này các bạn ha, ngón áp út và ngón út, bạn nào mà yếu thì các bạn có thể chuyển ngón số 3 lên các bạn đàn ha. Son la re đô re re mi re đô re re đó, các bạn chuyển đàn lên để các bạn nhấn cái chỗ mà đàn nhanh nè, luyến láy là các bạn đàn nhanh cho nó hay, cho đúng, không có bị mất nốt ha. Rồi tay trái thì dễ lắm các bạn ha, bài này sử dụng ba hợp âm chính là pha trưởng, pha la đô nè, son trưởng, son si re và la thứ, la đô mi đó. Còn rải thì vẫn là rải các thế rải 1 5 8 ha, 1 5 8. Bài này thì các bạn rải 1 5 8 10. Trong cuốn mà giáo trình 30 ngày piano học cover đó, mình có các cái mẫu rải cho các bạn ha, thì có mẫu này 1 5 8 10, 1 5 8 10. 1 5 8 10 là gì? Là khoảng cách giữa các nốt, giữa nốt bắt đầu và nốt kết thúc nè, các nốt tiếp theo 1 5, khoảng 8 9 10 10 là đây đó. Rồi pha trưởng, pha đô pha la, son trưởng thì các bạn rải là son re son si, còn la thứ này các bạn rải nè, la mi la si đô si la đó. Mẫu rải này cũng có trong giáo trình 30 ngày học piano cover solo và đềm hát luôn ha, các bạn có thể đăng ký mua để tham khảo các mẫu rải ha. La mi la si đô si la, rồi các bạn tập lại đều này, pha trưởng, pha đô pha la, son trưởng, son re son si, la thứ, la mi la si đô si la đó. Rồi các bạn tập đi tập lại thật đều nè, mình mới bắt đầu ghép nè, mình đàn đều lại nè, pha trưởng, son trưởng, la thứ đó, cứ tập đi tập lại đều nhé các bạn, là các bạn tiến hành ghép đó. Về cách ghép cũng vậy, các bạn ghép từng ô hoặc từng hàng, những bạn mà chưa quen thì các bạn cứ ghép từ từ nhé, từ từ mình mới đàn được, không cần vội vàng ha. Rồi bây giờ mình sẽ ghép chậm, các bạn theo dõi nha. Nhìn này, son la re đô re này, son la re đô re re. Bài nó chia ra hai phần thôi, câu 2 cũng vậy, người ta lại lặp lại ạ.
giai điệu của câu 1 đó, và nó chỉ khác ở phần kết. Hàng số 3 các bạn nhìn này, la son la son la la son la son la son mi re re mi re mi son la, là các bạn tập chậm cái câu cuối mình nhìn này, la son la son la son son mi re re mi re mi son la đó. Rồi tay trái kết khác một chút là la sách về la la mi la re đô đô thăng các bạn này. Đó, rồi bây giờ các bạn tiến hành ghép luôn chậm luôn nè, nó cũng giống như câu đầu không khác là mấy ha. La re 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 mi re đô re 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 mi re đô re 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 mi re đô si la la đô re re mi re đô re 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 mi re đô sa mi mi fa mi re fa mi la re đô re re mi re đô re 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 mi re đô re 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 mi re đô si la la đàn xong bài Đêm Đông Đóm Và Em, một bản nhạc làm background music rất là hay. Các bạn có thể đàn bất cứ nơi đâu ha, đàn thư giãn giải trí ha. Rồi thì khi mà các bạn tập xong, để cho khỏi quên thì các bạn cố gắng một ngày các bạn cứ ôn lại cho mình vài lần ha. Về xích nhạc tải file PDF để các bạn xem trên iPad thì các bạn nhấp vào đường link ở dưới đó, sẽ tổng hợp miễn phí mà mình để dưới cái link YouTube, rồi các bạn vào website của mình các bạn tải về ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho video và các bài giảng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.